Thưa quý vị khán giả và chư quý đồng đạo, Hoa Quyện Kệ Dân cũng trong 1939, Đức Quỳnh Giáo Chủ đã viết đến Sắp Giảng quyển 3. Phẩm kinh này Ngài dùng thể văn lục bát dài 612 câu, khởi đầu bằng câu ngồi trên đảnh núi Liên Đài và chấm dứt bởi câu chúc cho bá tánh muôn sầu tiêu tan. Với chương trình này, chúng tôi trân trọng giới thiệu hai giọng đọc như sau: Ngô Công Chức, Đoàn Thị Xê sẽ thành lòng diễn ngâm. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngồi trên đảnh núi Liên Đài tu hành tầm đạo một mái cứu đời, lang thiên một cõi xa chơi, non cao đánh thượng thành thời vô cùng. Hiu hiu gió thổi lạnh lùng, phất phơ liễu yếu lạnh lùng tầm mái. Mùa xuân hưng cảnh lâu đài, lúc còn xác thịt thi tài hồng anh. Tơ di mây phủ nhiều đoan, bồng lai một cõi hữu danh chữ đời. Cởi tờ tiên cảnh ta về, nón bồng ta ở giữa kề mấy năm. Dạo chơi tầm bậc tri âm, nay vì thương chúng trần gian phản hồi. Ngày mình trong sạch đã rồi, đào tiếng tam thực với ngồi cõi xa. Phong trần tâm đã rời ra, Ngọc Thanh là hiệu ngày ra chơi chốn rừng xanh, tôi về kinh kề cưỡi canh mặt người. Xuống trần lỡ khóc lỡ cười, ham vui đào mận vuông tròn chừng nào xấu nọ quá lòng, trần gian mới rõ tấm lòng thần tiên. Thương đời ta mượn bút nghiêng, thở than ít tiếng dài ở phiền lòng son. Bắt đầu cha nọ lạc con, thân này thương chúng hao mòn từ đây. Minh hoàng chưa ngự đài mây, gầm trong thế sự còn đầy gian truân.
đò đưa cứu kẻ ơi trầm luân, đằng chờ dần đến mới mừng Chúa tôi. Thầm thương thay sợ lắm ôi, dày đầy thời thảm lắm hồi mới lấy. Dạo chơi lục tình một khi, rước đưa người tục tu trì xa khơi. Nó chịu rồi lại đói mời, dương trần sắp dương bình trời từ đây. Khuyên trần sớm liệu bắp khoai, cháo rau đỡ già tháng ngày cho qua. Nhắn cùng bốn đạo gần xa, hành trì chi mới là liệu mai. Nguyện cầu qua khỏi nạn tai, đặng cõi tiền thánh lâu đài quốc dương. Niệm Phật nào đợi mùi hương, miệng tâm thành kính tòa chương cùng gần. Lao sao bởi bắc non tầng, quân phiền tham báo xa gần cùng qua. Tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thầy phơi. Khổ lao đà sắp đến nơi, thể vàng bớt miệng mời cõi âm. Dầu cho có ở xa xăm, cũng là ráng tới viếng thăm dương trần. Ngũ hành cùng các chư thần, từ đây sắp đến xuống gần chúng sanh. Chuông kia treo sợi chỉ mạnh, chẳng lo thân phận lo dành bướm mà ông. Hiểu trung hài liệu cho xong, đến chừng gặp Chúa mới mong trở về. Bây giờ kẻ sợ người tệ, hiền lương đến hồi cũng kề với nhau. Phật trời chẳng luận nghèo giàu, ai nhiều phước đức được vào cõi tiên.
cũng hữu duyên, sở tâm hiện đức cõi tiên cùng gần. Ta mang mình thật xác trần, ra tài giác chúng được gần bồng lai. Mai sao nhiều cuộc đất cài, đua nhau mà chạy lâu đài còn xa. Lập rồi cái hồi long qua, đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Giang tà hồn xác cùng tiêu, thảm thương ba tánh chính chiều ruột đau. Mặc ai tranh luận thấp cao, thương trong lời thơ xáo xào. Từ đây chinh chinh bông xây dời tay, đói nhìn trần thế xác thay ơi hời. Thương trần ta cùng gian thời, đặng cho ba tánh liệu bài tu thân. Tu hành chẳng được đức ân, thì ta chẳng phải xác thân ở người đời. Phật truyền ta dạy mấy lời, đặng cho trần thế thức thời tu thân. Nào là luân lý tứ ân, phải lo đền đáp xác thân mới ở còn. Ai mà sửa tròn lòng ở dần đến ở hồi lầu son giữa kề. Thương đời dân vật say mê, làm điều gian ác thảm thế ở sau này. Kể từ hầu chầu trực đài mây cùng ở gần. Tuy là nương dừa non người tần, ngày sau thấy cuộc xoay dần về nam. Qua sông nhờ được cầu lam, tu hành nào đời chùa am ở làm gì. Bây giờ bạc lộn giới chề, nữa sao lọc lại vết tày cùng chơi. Bơ dân chớ có sai mới, trung lương chánh trực giữa cài đại mây.
màng lo gây gỗ tôi ngài chẳng lo rèn đúc trí tài hèn lương thân này ăn tiết năm sương chẳng than chẳng thở gì thương thế trần theo thầy giảng dài nhiều lần dương gian nào biết thế trần nào hay cào cho gian khổ bạc đau giam sanh vàng mời ô mời mà lại chơi cười thần tiên và tờ sơn lạnh lâm tuyền dời đây hội hiệp xa bằng giới cao cày bây giờ xuống thế cao cày lìa xa thiên cơ biên đồi càng qua gầm trong thế giới còn đôi phần mau mau kiếp kiếp duyên cần chúng sanh còn có lập thân hồi này tuần quần thiên địa đổi xây cảm thương trần hạ lòng đây chẳng sờn cũng còn kẻ ghét người hờn vì không rõ hiểu xà dân của thầy hồ lan ác thú muôn bày bài lớp chạy sau này đã đón ai mà ăn ở nghìn ngang đón đường nó bắt sẽ tan xác hồn chứ rằng quả đầu cũng phải xác hồn tiêu tan khuyên người hậu phước giàu sang mau mau làm phước làm doan cho rồi đời sau khó hồi nào ngôi ai mà ăn ở ngược xuôi bị nồi răng rứt chẳng vui đâu là răng to tên gọi mang xa trên rừng nó xuống nó tha dương
làm đường ngay thẳng có thần độ cho. Thương đời hết giờ cần lo, chẳng lo niệm Phật nhỏ to làm gì. Tu là tâm trí nhu mày, tu hiền tu thảo dạy thầy cho xong. Tu cầu cứu giấc tổ tông, giới cho ba tánh máu hồng bất cờ rơi. Tu cầu cha mẹ thành thời, quốc vương thị thổ kiều mới phản hồi. Tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Người tu phải lanh hơi men, đừng ham sắc lịch lắm phen lụy mình. Tu là sửa trọn ân tình, tạo khang chồng vợ bố cần đừng phai. Tu cầu đức Phật Như Lai, cứu dân qua khỏi nạn tai bụi này. Chữ tu chớ khá trễ chạy, phải chào phải sửa nghe thầy dạy khuyên. Ra đời xưng hiệu khùng điên, nào ai có rõ thần tiên là gì. Tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa vậy thì mới mau. Chí hiện tâm đức chùi lao, ra công lộc kỹ thì tháo ra vàng. Vinh qua phu quý chẳng màng, ra hoài ra lực cõi thoảng xa chơi. Con sông dòng lòng trả nợ nước đời cho xong. Chừng nào bổn đạo hiểu thông, thiên cơ đạo lý đời lòng mới thôi. Chờ danh chở nhục mây hồi, đến khi thất vọng lắm mồi yêu tin. Tu rèn tâm trí cho mình, tánh kia thành kiến phỉ tình chùi lao. Hiểu rồi nhớ
sao cho tròn. Kinh yêu nào phải hao mòn, ở cho phải nghĩa lòng son mới vừa. Nghinh ngang hỗn mơ ẩu phải vừa, bà con nội ngoại già dầu không quen biết nghe cùng ở là như ở quen ở cho cha mẹ ngợi ở khen gặp người lâm nạn đua chen giúp giùm xa thân là cầm, nếu làm chẳng tròn thú hầm sẽ thay cho rồi nhân nghĩa mấy hay lễ nghi phòng ba quá đổi thay làm gì từ đây dường thấy chuyện gì cũng có chuyện lại rèn tâm cho được nhi thằng ngay khỏi nơi tà quỷ một mai thấy ở đời cũng là người trời cớ sao ăn ở nhiều lời ngôn ngang hung hăng ấy của giàu sang chẳng kiên trời Phật mới mang ấy tiền dài rồi cái đạo tu hiền làm trái nhỏ tội tình duyên đang nồng cũng đừng ghẹo gái có chồng cũng đừng phá hoại chớ đồng gái trên ra đường chọc ghẹo gái xinh nửa sao mắt phải yêu tình hơn mình sợ cho vẹn chờ nghĩa tình dân lời cha mẹ má dình gia cang nghiêm đường chiếu lên cho an loạn luân can kỳ hồ mang tiếng đời anh em đừng phổ phàm như muối sẽ lối nghĩa tình
khuyên, làm ăn thì phải cho xuyên mới ở là phải gìn dục dòng ở lòng ở tà, đừng chiều theo nó vậy mà hư thân. Nghe lời cha mẹ cân phân, tam tùng vẹn dư lập thân bụi ở này, tình duyên chẳng tiếp thì chạy, chớ đừng cãi lình gió mây ngoài tình. Đi thưa về cùng phải trình công ở dùng ngôn hành, ở thân mình phải trao. Công là phải sửa làm sao, làm ăn các việc tầm phào chẳng nên. Mình là gái mới lớn lên, đừng cho công việc hơn mới ở là chờ dung là phong đàn bà. Dốc hình tôi tăng đứng đây dịu dàng, giàu cho mắt chờ nghèo nàng, cũng là phải sửa phải sang mới màu. Ngôn là lời nói mặt giàu, cũng cho nghiêm chỉnh mới hào khôn ngoan. Đừng dùng lời tiếng phan ngang, thầy cha với mẹ mới an tâm lòng. Hạnh là đức tánh phải không, ở cùng chòm xóm đừng cho mất lòng. Bốn điều nếu đã làm xong, cũng gìn chữ hiếu phục tòng sống thân. Dạy rồi những chuyện đức ân, phận làm cha mẹ sở phong lẻ nào. Lỗi làm chớ có hùng hào, đừng chơi đừng rô đừng cao đừng bươi. Đem lời hiền đức tốt tươi, đặng mà giao quá vàng mười chẳng hơn. Cũng đừng gây gỗ giận hờn, cho con bắt trước xả dân mới ở là. Nam mô sáu chữ Di Đà, từ bi tế độ vậy mà chúng sanh. Xưa
chẳng ai chịu khó niệm sanh thử coi. Trì tâm thì quá ít oi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Rạch tim đem để nó vào thì là mới khỏi rồi tu sao kịp chiều mới cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đầu lại cho rành gió mưa. Tu hành nhiều kẻ chẳng mặc ai dèm xỉm, sớm trưa chẳng màng gầm trong thơi sợ trần hoàng. Người hung người ác tà gian cùng nhiều, thương đòi ta mới đánh liều, mong người tu tân ít nhiều cùng hai. Muốn tu còn đợi chiều mai, khuyên người rèn sớm thầy xài lâu hơn. Nhân người có của tiền dư, hãy nên bố thí dành tớ làm gì. Sao đây nhiều chuyện ly kỳ, kể sao cho xiết dây thầy dân ôi. Tại sao chẳng cung che xôi, bởi vì tầng thế Phật thôi ăn chè cũng không có muốn qua què. Lâu đài sơn phết cũng là chẳng ham. Ai chê khờ dài chờ tôi cũng chẳng có ham. Ở lầu đài chữ tu hãy ráng miệt mài, đừng kể vắng dài, đừng nề mau lâu giao. Bớt điều mị dối mới hầu thấy ta. Đừng theo lũ quỷ lũ ma, cũng kiên nó mà nó phải ăn quen. Chết rồi cũng bớt cái cốc khen, trong đờn lễ nhạc
sen ít gì. Đàn nhu thầy lệ cũng kỳ, mắc phải chuyện gì phủ phục bình hưng. Lại thêm đợt địch từng từng, đèn con heo sống mà dưng ở làm gì. Chủ gia kẻ lại người ở quỳ, làm chuyện gì kỳ gia dối hay không? Nếu không thể trả lời không bằng mà có dối thì hòng sợ đi. Thương đời ta luôn sầu bi, học nho cứ mãi làm thế ngạo đời. Chúng đồi ngắm chuyện trên trời, tình duyên cá nước dày thời dẫu con. Thấy đời ta cũng héo vong, học nho mà chẳng làm tròn nghĩa nhân. Khoe mình chẳng có ai hơn, nhờ làm thuốc bất đỡ cơn túng nghèo. Hèn nhân chẳng chịu làm theo, đòi ai có bệnh túng nghèo chẳng tha. Hốt thời cắt bảy cắt ba, nó đòi năm cắt người ta hoàng hồn. Lành bay còn ác lại tồn, đến chừng lập hồi xác hồn lìa xa. Mấy anh thầy thuốc làm xa, cũng là mổ mật người ta lấy ở tiền. Xin trong anh chị đừng phiền, đồng bạc đồng tiền là thứ phi ăn. Muốn sao vừa được các lần, hãy nên trao sữa hiền nhân mới ở là. Những người quê dốt thật thà, cũng nên tu niệm nhờ mà thân sao. Lập đời mới biết thấp cao, bây giờ chưa biết ai thao ai chỉ. Đời xưa có ngủ đem tài học thủ cơ hiến ở thì cho dân. Người xưa còn
còn chẳng ơi cần thân, miễn cho trong nước chúng dân được nhờ. Để tâm yên lặng như tờ, nghĩ suy ở lời lẽ tỏ mờ, thế nào lượm xem thay sợ thấp cao, khuyên dân hãy bớt làm màu hiếu nhi, bớt bỏ rình gian một khi, nếu cha mẹ chết làm ấy lời này là lời truyền giáo của thầy, bóng qua cầu Phật hiếp dày đi chôn. Còn mình muốn đại làng thôn thì là tùy ý đáp ngôn cho người, gặm trong thai sợ nực cười, chẳng lo cái sữa cho người tâm ngay. Mình làm chờ hiếu mới hay, chớ mướn người ngoài cầu nguyện khó siêu, muốn cho tội tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. Một liên cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hành tâm dài từ bi. Đời ta tỏ chuyện ni rõ ràng, làm tuân cả rượu sình sòn, rồi thì chửi lộn mà ăn nói gì. Dương trần làm như chuyện vị kỳ, tạo nhiều cánh giả chân thì chẳng theo, của tiền chớ có bỏ theo, chết rồi tê lệ bò heo làm gì. Nếu ai biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn, không làm để ở lung lăng, chửi cha mắng mẹ lăng xăng gì. Ở cho biết nhường biết tùy, vui lòng cha mẹ vậy thì mới ngoan. Đạo là vốn thiệt cái đàn, ta ra sức
cơ giòn cho toàn chúng hà sanh. Thôi thôi bớt miệng hùng anh, ở nơi cửa khẩu thiệt rành tiếng nơi dân bài quân tờ làm chi của đồ hấu bệt giấy thầy xưng hô lộ đàn lộ đêm hồ đồ anh hùng quân tờ gặp ai mắt nàng cười chơi chớ không ra sức giúp đòi điều chi họ mình là bậc tu mây chưa tròn bốn phần mà tây mình cái tờ thượng lộ đăng trình vào nam ra bắc mặt tình bốn phây khuyên răng trần thái một khi tổn đòi sắp hạ bằng dương gian làm quyền nói càng cùng sớm cuối làng đau cùng như đau họ reo dục trong nhiều câu sai đồng khiến quỷ cười hãy bỏ bớt đi đừng hò đừng reo làm chi nghìn ngàn kiều mua có khi hại mình nghe không thì cũng ở mặt tình nói cho rõ rệt dân tin không là Quan Âm Nam Hải Phổ Đà cùng thầy ra lệnh nên ta giáo truyền thanh thần không phải mà kêu mà reo xuống ở trần mà sai Nam Mô Quan Âm Như Lai cầu xin chư Phật cứa nay dương trần khuyên đừng chửi thần xưa nay thứ lỗi thế trần chẳng kiên lộn thần ghê chép liên miên nào tội nào phước dưới miền trần gian tâu qua thời
sanh ngang ngược làm liều. Ngọc Hoàng ngài muốn sợ tiêu cho rồi. Minh Dương khó đứng khôn ngồi, thảm thương lời thơ mắc hồi gian truân. Trước đền mắt ngọc lệ rơi, quý yêu ba tánh biết chừng nào ngôi. Làm sao cho già được vui, cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần. Lời khuyên xưa cũng một lần, nay mượn xác trần xuống bục ra cơ. Khôn ngoan nghe nói ngần ngơ, ngủ say thầy tơ trời. Tâm thành chỉ ở nguyện xem đời khó chi, văn thù Bồ Tát từ bi, chèo thuyền bát nhã cứ thì trần gian. Gió đưa lướt sông bờm loan, rước người tu ở niềm xuôi sang phi tình. Ai mà ta dài chẳng ở dình, thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Bạn môn tài phép nào tường, kêu trời dặm đất cùng thì già rân. Nói cho trần thế liệu toan, chờ theo ta đạo mà tan xác hồn. Nó làm nhiều phép nhiều môn, bùa mê thuốc lu mê hồn chúng mà sanh. Thành binh sai tình thời mắt tan tành về sao. Bây giờ bất luận người nào, không dùng của thế sắc màu cùng không nói cho bổn đạo rõ lòng, ai là chân chánh mới hồng vinh vang. Đều tiên tài phép đa đoan, phi đạo bửu trần. Phật truyền thâu hết
cứu an ba tánh một lòng nàng nguy. Phiên binh bốn phía tớ dây kể sao cho xiết chuyện nấy ở sau này. Lớp thầy ác thu dạy đầy, lớp thầy tranh đấu tối ngày chẳng thôi. Kẻ hôn chừng đó làm mồi cho bài ác thú đền bồi tội xưa. Bây giờ còn mãi lọc lừa chẳng lo kiếm chỗ đục mưa sau này. Hiền lành chân đó sum dày, quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi. Nhìn xem ngọc đế giữa trời định phân, thiên hoàng mở cửa các lần, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn. Mời cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có nghi mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lẻ công, cũng đồng trừng trị kẻ lòng tà gian. Ấy là đêm lúc mơ xoay sang, tam hoàng trở lại là đời thường quân. Khuyên dân lòng mà chớ có sờn, ráng tu thì được xem đờn trên mây. Người hung chết đất chật thay, nhìn xem bắt nghi thảm ngày rài cho dân. Mấy người còn được xác thân thì là đài ngọc các lớn mới cài. Bây giờ kẻ nhung người trời chế ta rộng dài rất khờ cùng trần bỏ bớt tanh tham. Đừng chơi cờ bạc, đừng làm ác gian. Đời sau coi hồi coi hàng, coi tiền coi Phật mới ngoan bớ trần. Đàn để thỏa chớ gần,
đời sao xem thấy non tần xôn xao. Tuy nghèo dùng đỡ cháo rau, bên lòng niệm Phật thầy sao thanh nhàn. Đừng quên thói cũ làm càng, trộm gà cắp vịt xóm làng ghét dơ. Khi xưa ta cũng làm thơ, mà đời trần hạ làm ngơ ít nhìn. Dạy cho trần thế phỉ tình, đàn tiên cõi tục phân minh, ai đường bây giờ hát nghi bộ là thường, để sao Phật hát tỏ tường cho xem. Cái lương tuồng ấy cũ mềm, tốn tiền buồn ngủ lại thèm đồ ăn. Nhảy lui nhảy tới lăng xăng, làm tuồng mèo má thêm nhăn cho đời. Hạ quân lòng già đời dời, bây giờ khổ não đến đời là đây. Ráng nghe lời dạy của thầy, để chừng đến việc kiếm thầy khó ra. Tây phương thầy lại qua xa, nên ta mới nói cạn lời dân nghe. Đừng ham lên ngựa xuống xe, ăn xài phí của lụa the làm gì. Xuống trần ta dài cô lệ, cốt cho trần thấy nghe thầy mỏi thôi. Ngày nay xe lướt xe lôi, đúng lời truyền sấm của hồi đời lơi. Là lắm rộng dân chúng sanh thế giới ơi hài thay phôi. Tráng trình truyền sám mấy lời, ngày nay dân chúng dậy thôi ráng chi. Hiền nhân bổn phận tu mi, hãy mau thức tỉnh kiếm thầy quyền cơ. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, chúng sanh còn đợi còn chờ chuyện chi. Trên trời xuống
trung. Gió dông thì còi cây rung, phường xa có giặc thung dung. Đằng nào trời tây nhung nó hùng hào, đem lòng gây gỗ Phật mà đau lai. Ước mong dân khỏi nạn tai, dắt diều tiên cảnh bồng lai. Nhiều người xem trần khó nổi vui cười, lo giàu lo lời chẳng rồi bơ dân. Mẹ cha là kẻ chồng ân, dưỡng nuôi bao hiếu lục thân yêu già, dưỡng linh đêm hoài mới là có chi cũng nấy vậy mà dần ôi. Ta là thân phận làm tôi phải đền phải mặc ai tranh luận đâu tài, khuyên dân nên hãy miệt mài chờ tu. Giang này ra cuối mùa thu, dạy ăn dạy học theo mối đạo làm con, luận xem học mới mấy đón đời này. Văn minh sợ mặc sợ mài, áo quần láng mướt ngày dài ăn chơi. Dọn xem hình dốc là lời, ra đường ăn nói những lời nguyệt qua. Trong tâm nhớ những điều ta lời ăn là quá lạnh. Tân là đầu trẻ tuổi xanh, chẳng trao hiền đức học hành làm chi. Khôn ngoan thời nhận chuyện gì cũng là lừa dối, vậy thì dân quê
hồi xưa nó lại khinh chê ông ở cha hữu ở bài u mê hơn mình. Từ do trai gái kết tình dời lo trao sữa cho mình đẹp tươi, gái trai đến tuổi đôi mươi chẳng kiêng cha mẹ nói cười là lời so hình sửa sắc chiều mới đặng làm những chuyện trái ở đời vô liêm cớ sao chê cổ trong kim phụ cha phản chúa lời ở niềm tội con thấy đời trần hạ thông vong ai nuôi cho lớn mà còn khinh khi ông cha thọ trước ngu si mà ngay mà thật hơn thì đời nay học hai loại dùng tiền tài lên quan xuống quyền ăn xài la lơi gặp ai đói rất cười chơi miệng kia hãy mở chuỗi thời vàng rắn chẳng lo rèn chi lập thân để làm sao trả khổ thân sau này giáo viên các sở các thầy khuyên mau tính ngộ tấp dài lòng nhân giúp đời đừng đợi trả ơn miễn tròn bốn phần hay hơn bậc vàng đánh liều ta cùng nói càng cứu dân bất luận giàu sang khó nghèo vinh qua như thời bọt bèo hiền lương bất luận khó nghèo cùng xin nhắc năm gia tình triều minh nạn kiều gì hiếu bán mình chuột cha tôi là lưu lạc bôn ba đến khi mãn hạn bằng xưa cùng ở nhìn ghét ưa ta cùng ở mặt ưa tình nghiệm kiếm suy cổ biện minh thấy ở nào bà gia kẻ thấp người cao hiền thần hiếu nghĩa ráng trao
chân hai ráng mà ngồi mà suy. Thân ta ta chẳng tiếc chi, miệng cho ba tánh ở nàng gì cũng mở qua. Luận xem những việc sâu xa, chúng sanh tưởng Phật thì là hai coi. Tháng ngày như thế đưa thôi, nguyện cầu thế giới bớt ngoài chiến tranh. Ngồi buồn dân gặp chiêu mạnh, ta cho ba tánh bức tranh vô hình. Ai ai cùng gian xét mình, nếu còn tánh xấu thì rên ra ngoài. Càng lợi mà còn dài, hiến cho trần hạ một bài ngộ ngôn. Tới đây ta già làng thôn, Ngọc Thanh lùi góp phi bốn nam cây. Hiện thần sách sở nêu ghi, miễu son tạc đại tu mi trung thần. Thôi thôi cảnh khổ hầu gần, ta khuyên dân chúng ân cần nhìn xem. Ra đời dài dỗ anh em, xem qua ít bận ráng đem vào lòng. Người tu như thời ba tòng, ai ai cũng quý cùng trong cùng nhìn. Sở trao là phận của mình, xưa nay lời lẽ sở kinh rõ ràng. Chừng nào ta gặp hơn ở hoàng, chúng sanh mới hết phàn nàn số căn. Mạnh tông xưa cùng khóc mắng, đất khổ nảy một rõ lòng hiếu nhi. Mặt ai nhà phần ta niệm chữ từ bi độ đời. Muốn xem được Phật được trời thì là phải ráng nghe lời dạy răn. Bà gia cùng ca tu ở không đời hương đăng ở làm gì. Đời cùng tu gấp
kịp thì đặng xem bảo ngọc ở ly kỳ năm non. Phật thương bốn đạo như con, muốn cho bốn ở đạo lòng son ghi lời. Nữa sao đến việc biết đời bây giờ chưa thấy dạng kinh. Nếu ai biết rõ tâm linh mới màu, nam mô lòng sở nguyện cầu, chúc cho ba tánh muôn sầu tiêu tan. Cầu Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư Quan Cựu Thần, chư vị Sơn Thần, chư vị Năm Non Bảy Núi, phổ độ bá tánh vạn dân tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly. Nam mô A Di Đà Phật.